Thưa quý vị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn, mỗi đảng viên tốt, mỗi chi bộ tốt là đảng được mạnh lên một phần. Đảng viên kém, chi bộ kém là những khâu yếu của đảng. Xác định, quản lý đảng viên là một nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng đảng. Thành ủy Đà Nẵng thời gian qua đã thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên, nhất là tại các cấp ủy cơ sở, góp phần trực tiếp xây dựng đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là một buổi sinh hoạt của các cán bộ chủ chốt chi bộ trung lập B1, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê. Dựa trên cơ sở các văn bản và nghị quyết hàng năm của đảng bộ cấp trên, chi bộ đã chủ động lập ra chương trình hành động bám sát với thực tiễn địa phương và đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng chi bộ vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thực hiện tốt quy chế dân chủ, góp phần quan trọng vào thành tích chung của địa phương. Để lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng nghiêm túc, không để cho đảng viên có tình trạng vi phạm kỷ luật, và đặc biệt là nghị quyết Trung ương 4 về vấn đề chỉnh đốn đảng, những kiên quyết chống những cái biểu hiện suy thoái về đạo đức, về phẩm chất và đặc biệt là tham nhũng, thì chúng tôi kiên quyết đấu tranh trong chi bộ, họp sôi nổi và đấu tranh rất thẳng thắn, không có khoan nhượng. Xác định rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác quản lý đảng viên, bên cạnh việc thường xuyên chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ đảng viên, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành chỉ thị số 04 ngày 8 tháng 1 năm 2021 về tăng cường công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới. Qua đó quán triệt đến từng cấp ủy, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Trong thời gian đến, đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa nội dung của chỉ thị 04 vào kế hoạch chương trình công tác hàng năm để triển khai nghiêm túc và đồng bộ hiệu quả chỉ thị 04 gắn với các chủ trương văn bản mới của Trung ương và của Thành ủy, nhất là gắn với việc thực hiện kế hoạch số 45 về việc thực hiện kết luận số 21 của Trung ương về xây dựng chỉnh đốn đảng. Đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị mà trực tiếp là của bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan đơn vị và tăng cường ý thức tự giác của mỗi đảng viên. Từng đảng viên cũng phải xác định rõ bổn phận và trách nhiệm thiêng liêng và cao cả của mình khi được đứng trong hàng ngũ của đảng, không ngừng phấn đấu và rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức lối sống, thường xuyên tự phê bình và phê bình, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ có như vậy thì tổ chức đảng và đảng viên mới thật sự trong sạch vững mạnh, có uy tín với quần chúng nhân dân. Quản lý đảng viên tốt sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Ngược lại, nếu quản lý đảng viên thiếu chặt chẽ sẽ làm cho các nguyên tắc của đảng thực hiện không nghiêm, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng bị giảm sút, thậm chí có tổ chức đảng còn mất vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng. Chính vì vậy, bên cạnh sự sâu sát của cấp ủy, mỗi đảng viên cũng phải thật tâm soi mình vào những biểu hiện suy thoái để tự kiểm điểm, khắc phục với tinh thần tự soi, tự sửa, qua đó góp phần trực tiếp xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.